chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An kính chào quý khán giả đến với chương trình thời sự chiều nay chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2016 của đài phát thanh và truyền hình Long An phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau huyện Đức Huệ tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang năm 2016 thành quỹ, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng nắng hạn và xâm nhập mặn tại xã Long Can, huyện Cần Đức. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Huệ tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang năm 2016. Hội thao năm nay có 12 đơn vị xã thị trấn tham dự, với 188 vận động viên là lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ trong biên chế của các xã thị trấn. Các vận động viên thi đấu ở 3 môn thể thao quân sự, phối hợp nam nữ, dân quân tự vệ và bắn súng quân dụng của lực lượng thường trực. Ở nội dung 3 môn quân sự phối hợp, các trận động viên phải thi đấu các môn gồm chạy 3.000m vũ trang ném lựu đạn và bắn súng tiểu liên AK. Bằng tất cả sự quyết tâm thi đấu tích cực của các trận động viên, Hội thao thể dục thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang quyền Đức Huệ đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Với 12 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Mỹ Quý Đông, giải nhì thuộc về đơn vị Bình Quả Hưng, giải ba thuộc về đơn vị Thị trấn Đồng Thành nhìn chung hội thao năm nay không những thể hiện rõ sự chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực thi đấu của trận đồng chiên và tinh thần chấp hành nội quy quy định của các đoàn góp phần cho hội thao lực lượng vũ trang quyện thành công tốt đẹp mà còn minh chứng cho công tác huấn luyện quân sự giáo dục chính trị ở các đơn vị địa phương tiếp tục được chữa chuẩn và nâng cao chất lượng. Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng nắng hạn và xâm nhập mặn tại xã Long Cang, huyện Cần Đức. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng nắng hạn, xâm nhập mặn sớm dừng lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị quyết tâm trao 100 phần quà cho bà con. Mỗi phần quà ngoài các nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng và phần tiền mặt 500.000 đồng. Thành ủy Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thăm tặng quà, ngoài chia sẻ khó khăn còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với bà con huyện Cần Đức. Vì nơi đây bà con đã từng cưu mang, chở che cán bộ cánh Tây Nam Sài Gòn làm nhiệm vụ cách mạng trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như địa phương có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố Hồ Chí Minh như hôm nay. Thực hiện theo đề án số quá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quyền thủ thừa có 1.206 hộ được hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất từ nguồn kinh phí của Trung ương. Trong đó, hộ nghèo 616 hộ và hộ cận nghèo là 590 hộ, Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhà nước hỗ trợ một bộ thiết bị thu truyền hình số mặt đất, gồm đầu thu, anten, dây cáp và phụ kiện, được bảo hành 12 tháng tính từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất. Việc lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tạo điều kiện giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng truyền hình số, tiếp cận được công nghệ mới trước khi ngắt sóng truyền hình analog. Hiện tại thì các xã thị trấn trên địa bàn huyện đang khẩn trương lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo hộ cận nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng và thời gian theo quy định từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2016. Quyện Bến Lức triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016 trên địa bàn quyện với chủ đề nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến 6 tháng 5 2016 và duy trì đến hết ngày môi trường thế giới năm tháng 6 2016. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng tập trung vào nội dung như triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thông qua mít tinh cổ động, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống tại gia đình, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ và lồng ghép với các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra tại địa phương tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết vẽ, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn cộng đồng. Quy động toàn dân, làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia thực hiện chương trình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An đã chủ động tập trung duy trì và đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Tổ tiết kiệm tự nguyện. Theo đó, hội tích cực tranh thủ các nguồn vốn dây từ ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn vốn khác cho chị em dây vốn chăn nuôi, phát triển sản xuất. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, hội quản lý vốn dây trên 8 tỷ đồng giải quyết cho 702 hộ dây. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, hội còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi bò, thú y, kỹ thuật trồng nắm rơm, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,4%. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, bảo lãnh cho hội viên vay vốn, mở rộng và nâng cao các loại hình hoạt động tín dụng, các tổ cấp vốn xoay chồng, giúp đỡ phụ nữ giảm nghèo hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các đối tượng phụ nữ khó khăn, duy trì và nâng chất các tổ tiết kiệm tín dụng, các tổ tương trợ đa dạng, giúp nhau phát triển kinh tế. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Thành Quá, tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2015-2016 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2016. Vụ sản xuất đông xuân 2015-2016, toàn huyện Thành Quá giao xã hơn 21.400 ha lúa đạt hơn 103% diện tích kế hoạch. Đến nay 100% diện tích đã được thu hoạch, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn 1 ha, giảm 0,91 ha so với vụ đông xuân năm trước sản lượng ước đạt hơn 154.300 tấn, lợi nhuận thu được giao động từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta. Ngoài cây lúa, nông dân trong huyện cũng trồng hơn 2.850 hecta khoai mỡ, hơn 250 hecta dưa hấu, hơn 80 hecta sen. Duy trì và phát triển các diện tích trồng chanh, khóm với tổng diện tích gần 600 hecta. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm ở huyện gần 615.000 con. Công tác phòng trừ dịch bệnh, kiểm soát giết mổ được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, ngành thú y đã tổ chức tiêm phòng vaccine cúm da cầm H5N1, gồm 13.500 liều, tiêm hơn 100 liều vaccine phòng bệnh tay xanh trên heo. Trong vụ sản xuất hè thu 2016, huyện Thành Quá có kế hoạch gieo xạ hơn 18.700 hecta lúa, hơn 180 hecta dưa hấu và tiếp tục ổn định các diện tích cây trồng khác như khóm, chanh, sen. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, vụ sản xuất hè thu tới sẽ gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của tình hình hạn mặn. Như vậy, huyện cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi, như tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác dự báo để nông dân chủ động trong sản xuất, khuyến cáo nông dân xuống giống theo lịch sử dụng giống lúa phù hợp với nhu cầu thị trường, có tính chống chịu hạn, mặn cao. Đến ấp 5 xã Tân Tây, huyện Thanh Quá, hỏi thăm ông Nguyễn Thanh Nhanh, tức ông Ba Nhanh hầu như ai cũng biết. Đó là một cựu chiến binh phát huy tốt bản chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, năng nổ, nhạy bén, được kinh tế gia đình đi lên từ gian khó, và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Sinh ra và lớn lên ở quyền Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Năm 1973, ông đi vào quân đội, hết tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường tỉnh Tiền Giang, rồi đến tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Được đưa sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Năm 1999, cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông đã nghỉ hưu, gia đình cư ở ấp 5 xã Tân Tây, quyền Thành Quá. Lúc đầu mới đến, gia đình được nhà nước cấp cho 2 hectare đất để khai dở trồng trọt. Khi ấy, đất đai ở khu vực ấp 5 xã Tân Tây nổi tiếng nhiễm phèn, rất khó treo trồng. Điều kiện về cơ sở vật chất chưa được đầu tư nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với bản lĩnh và ý chí quyết tâm của người lính Cụ Hồ, ông cùng gia đình cố gắng bám trụ và phát triển thành công trên vùng đất này từ 2 hecta đất được nhà nước cấp ban đầu, gia đình ông dần dần tích lũy mua thêm. Đến nay tổng diện tích đất của gia đình là 8,5 hecta. Trong đó có 2,5 hecta đang trồng ổi và 6 hecta trồng khóm. Ngoài ra, còn chăn nuôi dịch đẻ. Nhiều năm liền, gia đình được công nhận là gia đình nông chân sản xuất kinh doanh giỏi, cao nhất là cấp tỉnh. Tính trong năm 2015 vừa qua, thu nhập chủ yếu từ những diện tích trồng khóm và chăn nuôi dịch của gia đình ông trên 100 triệu đồng. Riêng đối với diện tích trồng ổi thì năm nay mới bắt đầu cho trái nhiều. Bên cạnh chăm lo sản xuất, ông cũng tích cực tham gia công tác xã hội. Trong quá trình công tác, ông tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là xây dựng đê bao, trạm bơm điện, tham gia thành lập tổ hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả. Dùng đất ấp năm xã Tân Tây phát triển như hôm nay có công đóng góp không nhỏ của bản thân ông. Ông Nguyễn Thanh Nhanh, xã Tân Tây, huyện Thanh Quá nói bản thân là một cựu chiến binh nên là luôn xác định là mình là lực lượng chính trị của đảng tham gia xây dựng chính quyền xây dựng đảng ngoài đó ra thì bản thân xác định là thu thì thu đối với quân đội đối với nhà nước nhưng mà lĩnh vực làm kinh tế thì nó là luôn phải phát triển do đó thì bản thân cùng gia đình là xây dựng cái kinh tế của gia đình thì tương đối ổn định bản thân cũng là tư vấn góp ý cho những anh em mà sản xuất còn khó khăn cùng nhau để mà phát triển trong cái ấp thì bản thân cũng cùng với tập thể ấp giúp bà con những hộ mà khó khăn thì cũng có cái trao đổi hỗ trợ trong kỹ thuật nghĩa là mình biết cái gì mình tư vấn cái đó trong cái sản xuất nhận xét về ông Nguyễn Thanh Nhanh một hội viên của chiến binh gương mẫu luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội ông Nguyễn Văn Hoàng chủ tịch hội cựu chiến binh xã Tương Tây huyện Thành Quá phát biểu đồng chí Nhanh là một hội viên rất gương mẫu luôn giúp đỡ cho cái những cái hội viên khác để phát triển kinh tế gia đình có lúc là đồng chí nhanh cho mượn tiền có những hội viên khó khăn là đóng góp vô để mà xây nhà xây nhà cho hội viên rồi vận động hội viên cùng nhau để cùng nhau phát triển kinh tế góp vốn quay vòng đồng chí nhanh cũng là tạo ra cái mô hình những cái mô hình sản xuất rồi mô hình chăn nuôi rồi mô hình xây nhà xây nhà tôn nói quá nông thôn cho hội viên của Nguyễn Bình. Đây là một cái gương điển hình, riêng đồng chí Nhanh phải nói là được nhân dân và hội viên của Nguyễn Binh phải nói là hết sức ủng hộ đồng tình và cái gương đó là được đáng điển hình tiên tiến. Với bản lĩnh ý chí quyết tâm cao và sự năng nổ nhạy bén vượt qua khó khăn dương lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội của chiến binh Nguyễn Thanh Nhanh đã được nhiều người nể phục. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Trước tình trạng khô hạn đang diễn ra gai gắt hiện nay, ông Phạm Thành Kiên cũng khẳng định đủ điện cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh trừ trường hợp có sự cố về điện xảy ra. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 56.581,2 tỷ đồng, tăng 3,8% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng kỳ cùng kỳ tăng 10,6% tính chung 4 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 230.849,4 tỷ đồng, tăng 11%, cùng kỳ tăng 10,7%. Kim ngạch xuất khẩu của thành phố trong tháng ước đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với tháng trước và tăng 66% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so cùng kỳ, cùng kỳ giảm 3,4%. Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4% cùng kỳ tăng 8,3%, xuất khẩu vào một số thị trường tăng nhanh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha tăng, riêng thị trường Nhật Bản, Malaysia, Australia, Anh, Thái Lan xuất khẩu chậm lại. Một số mặt hàng xuất khẩu được duy trì và có mức tăng như cà phê, gạo, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng. Tổng giống đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 4 tháng ước thực hiện 39.823,7 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước. Lập một bảo tàng ở Paris là giấc mơ từ lâu nay của François Binan, tỷ phú giàu thứ 8 ở Pháp, người nắm giữ cổ phần kiểm soát của nhà đấu giá danh tiếng Risti và công ty Kering với các thương hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng như là Gucci, Saint Laurent và Balenciaga. Sau một thập niên, từ khi ông từ bỏ kế hoạch trước đó do bất động cho chính quyền Paris, cho sang Italy mở một gallery ở Venice, tỷ phú tay trắng làm nên François Pinin. Sắp qua tuổi 80, cuối cùng đã đạt được giấc mơ lập một bảo tàng riêng ở Paris cho bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ của ông. Pinin có tài sản được Forbes ước tính là 13,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, được xem là một trong những nhà sưu tập lớn nhất thế giới về nghệ thuật đương đại, với khoảng 3.000 kiệt tác của các nghệ sĩ hàng đầu. Dự kiến mở cửa vào năm 2018, Bảo tàng của Pinin chưa được đặt tên tòa lạc tại tòa nhà thế kỷ 18. Bourse de Comosé ở Les Halles, từng là thị trường chứng khoán Paris. Quý thính gia thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.